Xin chào tất cả anh chị em bạn bè của Ba Đê Channel nhé. Mình đây, hôm nay để chúc mừng kênh đã đạt được 200 sub. Hôm nay mình cũng như đã nói là hôm nay mình sẽ làm cái món cá sống, nhưng mà không phải ăn kiểu của các anh nhịp sống Tây Bắc đâu. Mình cá sống này theo kiểu của Trung Quốc nhé. Bởi vì ngày xưa cũng có một thời gian đi Trung Quốc là cũng biết được cái món cá sống của Trung Quốc, làm cũng cực kỳ đơn giản thôi. Nhưng mà cái khâu quan trọng là muốn ngon ấy, là khâu mình phải mua cá nhá. Bây giờ mình sẽ đi, là mình đặt rồi, mình đặt cá sông rồi, sông chuẩn luôn ấy, sông quê mình ấy nhá. Rồi mình sẽ đi lấy cá về. Cá này nó cũng khá to ấy. Cá mình đã lấy về rồi nhá. Đây là cá chép chuẩn sông của quê mình ấy. Con cá này là mình mua này, được 2 cân. Giá ở quê mình bây giờ cá chép sông này ấy, giờ quê mình chỉ bán 80.000 một cân thôi. Đấy, cá chép này có 160 thôi, đơn giản thôi. Giờ mình sẽ tiến hành đi làm sạch cá nhá. Sau khi khâu làm sạch cá xong rồi, các bạn lưu ý lên nhà mình rửa sạch sẽ nhé, tại vì đây là đồ ăn sống. Mình sẽ hướng dẫn các bạn lọc cá, có nhiều kiểu lọc lắm, nhưng mình cứ phải lọc làm sao cho nó sạch sẽ nhất có thể. Mình làm rất chi là sạch sẽ rồi đây, ăn những cái đồ sống này không có cái gì khác là cái sự là đảm bảo. Sông khác trồng chất lượng ngon. Mình đây là kỹ năng nó cũng không đến đâu đâu. Mọi người có thể làm tốt hơn, nhìn trông nó sẽ ngon hơn, nhưng mình chỉ chú ý đến một cái điều cốt yếu trong cái này, chính là cái khâu là làm sạch sẽ. Vì đồ sống mà, đồ sống là phải sạch sẽ, rất chi là nguy hiểm. Chọn mọi người phải làm cho sạch sẽ nhé. Cái đồ sống này không phải là đơn giản đâu. Đây là món cá sống của Trung Quốc nhé, chứ không phải là món cá sống ăn kiểu dạng cá nhảy của các anh nhịp sống Tây Bắc đâu. Mình có dịp mình muốn được thưởng thức cái món cá nhảy đấy, nhưng sợ mình sẽ làm cái món cá sống đúng kiểu của Trung Quốc này. Quá ngon đúng không các bạn nhé, vì lúc tầm này là tầm mình sạch sẽ rồi, mình phải làm sao. Đây nhá,
Đó chính là miếng thịt cá này. Các bạn hãy cho vào giấy ngay để thấm hết đi cái phần máu của cá. Cái khâu này là các bạn phải làm nhé, đảm bảo cho cá không còn tí máu nữa. Cuốn kín nhá, cho máu không quả tí nào nữa. Ăn cá sống của Trung Quốc nó không tanh tí nào luôn. Đảm bảo là phải xẽ mọi người nhé, mình đảm bảo là ăn kiểu cá của Trung Quốc này rất là đảm bảo, cũng rất là ngon. Và mọi người nhé, nên cho vào tủ lạnh một lúc để cho phần giấy này sẽ thấm hết đi cái phần gọi là mùi tanh của cá. Rồi, bây giờ mình sẽ đi. Hôm nay ăn cá sống mình xin phép là đây được uống một chút rượu nhé, để cá sống này uống bia nó không được hợp. Cũng nhân hôm nay mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã đăng ký ủng hộ cho kênh 3D Channel của mình. Hôm nay mình sẽ cách thử thách để ăn cá sống này, nổ lắm mình không ăn này. Ngày xưa là cũng sang Trung Quốc công tác một thời gian là cũng được thưởng thức qua rồi, nhưng mà từ lúc về Việt Nam là cái đây 2 năm rồi là mình chưa ăn cái này được. Hôm nay bắt đầu mới lại tự tay làm, xong rồi là tự tay sẽ ăn chưa. Vậy là hôm nay chúc mừng là hôm nay mình đã đạt được 200 suất, nó ít thôi nhưng mà mong mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều để sau này nó sẽ được nhiều hơn. Không có nhiều, bây giờ mình sẽ tiến hành gói câu thưởng thức này. Ăn cá sống kiểu Trung Quốc này
Mình sau khi làm cái cá sấu của Trung Quốc này, mình cũng rất muốn được giao lưu với mấy anh ở trên rừng núi Tây Bắc cho ăn cá cá nhảy ấy. Ngọt không chút nào tanh, thơm. Cá sông ở quê mình vẫn là dai các bạn, hôm nay tự tay làm nhưng mà cảm thấy ăn được. Các bạn nhìn này, miếng cá này rất chi là ngon. Mình hy vọng là sau clip ngày hôm nay mình làm ấy, ai có muốn được giao lưu ăn cá sấu mình thì là liên hệ qua qua đây với mình nhé. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ngon lắm mọi người ạ, ngon lắm. Ngon mà mình cũng xin làm bảo là rất chi là hợp vệ sinh. Tay chân mình rửa sạch sẽ mà cá mình làm sạch sẽ, đàng hoàng đàng hoàng. Mời mọi người thưởng thức với mình nhé. Ngon lắm, quá ngon luôn. Cứ lấy ở quên này em này, ăn cá là uống rượu. Hôm nay là mấy anh em là đi làm hết rồi, không gọi anh nào vào đây uống rượu của mình, nhưng một mình ngồi này nó hơi buồn. Bây giờ mình xin tắt máy để mình thưởng thức cho nó xong. Mọi người cố gắng xem hết clip cho mình và ủng hộ kênh nhé. Kênh mình sẽ cố gắng cả ngày sẽ làm được những video chất lượng hơn, sẽ hay hơn và nó chưa về những thứ bình dân thôi. Xin chào mọi người nhé, tạm biệt.